30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Gần đây, mưa lớn liên tục xảy ra ở nhiều vùng của Trung Quốc đại lục, thời tiết khắc nghiệt như mưa to, gió lớn. Mưa đá đã tàn phá 17 tỉnh và khu vực, tính đến 9 giờ sáng Chủ nhật, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 1,2 tỷ đô la nhân dân tệ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ xanh vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 22 trạm của 20 con sông bao gồm sông Lạc Thanh, sông Liễu Giang, sông Hồng Thủy, sông Tây Giang, sông Hữu Giang, các sông ven biển phía Nam Quảng Tây và sông Bắc Lưu đã trải qua lũ lụt vượt mức cảnh báo tối đa 1,8 m, bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử của sông Liễu Giang. Một nhánh của sông Tây Giang, dòng chính ở trung và hạ lưu sông Tây Giang đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng. Dự kiến đến chiều Chủ nhật, trạm Liễu Châu trên sông Liễu Giang sẽ có mực nước đỉnh lũ cao hơn mức cảnh báo khoảng 1,5 m. Mực nước khu vực trung và hạ lưu Vũ Tuyên Vũ Châu sông Tây Giang nước sẽ tiếp tục dâng cao từ 1 đến 3 m. Sông Tây Giang sẽ hứng chịu đợt lũ thứ nhất của năm nay. Tính đến ngày Chủ nhật, trận lũ vượt mức cảnh báo lần thứ nhất đã xảy ra tại thành phố Liễu Châu, Quảng Tây trong vòng nửa tháng. Tính đến 16 giờ chiều Chủ nhật, mực nước ở đoạn sông Liễu Giang thuộc thành phố Liễu Châu đạt 83,61 m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,11 m. Lũ lụt đã nhấn chìm các cơ sở hạ tầng, đường xá và tầng 1 của những ngôi nhà dọc theo bờ biển. Các cửa hàng dọc theo bờ biển buộc phải di rời sớm để trú ẩn. Thưa quý vị, kể từ hôm thứ Tư, mưa lớn liên tục xảy ra ở thành phố Do và Sơn Nam, Tây Tạng. Tính đến hôm Chủ nhật, khoảng 16.000 người bị ảnh hưởng và một người mất tích tại 11 quận, huyện của hai thành phố Do và Hàn Nam. Hơn 200 nhà cửa bị thiệt hại ở mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 33 triệu nhân dân tệ. Lở đất tấn công nhiều nơi ở Tân Cương bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục gần đây. Lở núi và lở đất đã xảy ra ở nhiều khu vực của Tân Cương và thông tin liên lạc ở một số khu vực miền núi đã bị gián đoạn. Rạng sáng ngày thứ Bảy, một vụ lở đất xảy ra tại thị trấn Bất Lô Khẩu, huyện A To, Kế Châu, Tân Cương khiến một số tuyến đường bị vùi lấp. Hơn 200 phương tiện và hơn 1.000 người bị mắc kẹt. Vào khoảng 22 giờ đêm thứ Tư, tại K168-K185 đoạn Tân Cương thuộc đường cao tốc Tân Cương Tây Tạng đã xảy ra 11 vụ lở núi, lở đất khiến tuyến đường bị chia cắt. Theo điều tra tại chỗ, tổng khối lượng sạt lở của thiên tai này khoảng 16.000 mét khối. 9 tỉnh miền Nam bị lũ cuốn tính đến 9 giờ sáng ngày Chủ nhật. Thiên tai lũ lụt, gió và mưa đá ở các vùng phía Nam kể từ hôm thứ Tư đã khiến cho 121 quận thuộc 52 thành phố thuộc 9 tỉnh Giang Tô, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam có 1,032 triệu người bị ảnh hưởng, 31 người chết, 12 người mất tích, 734.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 990 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Hồ Bắc, Quý Châu, Vân Nam và các tỉnh khác là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng cộng có 272.000 người bị ảnh hưởng tại 27 quận và huyện ở 9 thành phố bao gồm Hoàng Thạch, Thập Yển và Nghi Xương ở tỉnh Hồ Bắc. 29.300 hecta cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế là 330 triệu nhân dân tệ. 269.000 người bị ảnh hưởng tại 24 quận và huyện tại 7 thành phố bao gồm Lục Bản Thủy, Tuân Nghĩa và An Thuận ở tỉnh Quý Châu. 129.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại là 230 triệu nhân dân tệ. 10,3 người bị ảnh hưởng tại 28 quận và huyện tại 13 thành phố bao gồm Khúc Tĩnh, Ngọc Khê và Bảo Sơn ở tỉnh Vân Nam Triệu. 56.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại là 210 triệu nhân dân tệ. 6 tỉnh miền Bắc hứng chịu thiên tai gió và mưa đá. Kể từ hôm thứ Năm, thời tiết khắc nghiệt cũng đã xảy ra như mưa lớn, gió mạnh và mưa đá ở các vùng phía Bắc Trung Quốc và Tây Bắc Trung Quốc. Trong số đó, đường kính tối đa của hạt mưa đá ở huyện Sơn Dương, tỉnh Thiểm Tây là 4 cm và sức gió tức thời ở huyện Diên An, Bảo Tạ đạt cấp 10, gây thiệt hại lớn cho nhiều loại cây trồng. Theo thống kê tính đến ngày Chủ nhật tuần này có 228.000 người và 31 người chết đã bị ảnh hưởng tại 40 quận và huyện thuộc 21 thành phố và 6 tỉnh bao gồm Hà Bắc, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc và Thanh Hải. 21.200 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế lên tới 200 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại 4 thành phố và 6 huyện gồm Dương Tuyền, Trường Trị và Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, 51.000 người bị ảnh hưởng, 6.200 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 66 triệu NDT. 51.000 người bị ảnh hưởng tại 13 quận, huyện của 5 thành phố gồm Tây An, Vệ Nam và Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây, 2.600 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 38 triệu nhân dân tệ. 64.000 người bị ảnh hưởng tại 11 quận, huyện thuộc 3 thành phố Lạc Dương, Bình Định Sơn và Tam Môn Hiệp của tỉnh Hà Nam, 4.700 hecta hoa màu bị ảnh hưởng,
thiệt hại lên tới hơn 37 triệu NDT. Thưa quý vị, phần phía nam của đất liền bị lũ lụt tấn công, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà. Mực nước sông Dương Tử ở Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc từng vượt quá mực nước cảnh báo khiến quán em các hay còn gọi là đình quán em có lịch sử hơn 700 năm bị ngập với nền móng cao hơn chục mét, nhưng tòa nhà đình quán em vẫn được giữ nguyên đứng. Có thông tin cho rằng đình quán em không bị hư hại khi có trận lụt lớn vào năm 1998. Theo các báo cáo, lũ lụt ở miền Nam do mưa lớn đã khiến mực nước sông Dương Tử ở Ngạc Châu vượt quá mức cảnh báo. Một số người dân địa phương lo lắng liệu quán em các ở Ngạc Châu có bị lũ lụt làm hư hại hay không, nên họ đã đến sông Dương Tử để chụp ảnh trên không của quán em nhạc vào hôm Chủ nhật tuần trước. Có thể thấy từ các cảnh quay trên không rằng lũ lụt đã nhấn chìm phần đế cao hơn 10 mét bên dưới quán em các, nhưng nó vẫn bình an vô sự trong lũ. Cư dân mạng quay clip cho biết, tòa nhà đình quán em rất hùng vĩ, sau hàng trăm năm chịu tác động của nước sông, nó vẫn đứng vững. So với các dự án đậu phụ ở nhiều nơi trên đất liền, tòa nhà cổ kính 700 năm tuổi vẫn có thể duy trì đến bây giờ. Cư dân mạng than thở, thật xấu hổ trong ngành xây dựng ngày nay. Tôi không biết rằng đó là đình quán em, tôi đã nghĩ rằng đó là một tàu du lịch. Sông Tương Giang giờ đón đỉnh lũ cao nhất lịch sử, toàn lưu vực bước vào tình trạng khẩn cấp cao nhất. Theo CLC Morning News đưa tin rằng, việc kiểm soát lũ của sông Tương Giang đã bước vào thời điểm quan trọng. Trận lũ này chưa thoát khỏi mực nước cảnh báo, một đợt mưa lớn mới lại ập đến. Dữ liệu cho thấy mực nước bên dưới Chu Châu, dòng chính của sông Tương Giang đã tăng trở lại. Trạm Tương Đàm và trạm Trường Sa trên dòng chính của sông Tương Giang dự kiến sẽ tạo ra đỉnh lũ gần với mực nước cao nhất trong lịch sử. Tình hình lũ lụt rất nguy cấp. Trước tình hình kiểm soát lũ lụt cực kỳ nghiêm trọng, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh đã quyết định triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ cao nhất đối với các thành phố và huyện dọc theo sông Tương Giang bắt đầu từ 16 giờ ngày hôm qua. Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh này triển khai ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1. Trạm Siang Tan và trạm Trường Sa đang tiến gần đến mực nước cao nhất trong lịch sử. Do có mưa lớn 342 thị trấn và mưa cực lớn ở 7 thị trấn, bắt đầu từ hôm thứ Ba tuần trước, mưa lớn, mưa rất to lan rộng ở miền Trung và Tây Nam Hồ Nam, thượng nguồn sông Nguyên Thủy, thượng nguồn sông Tử Thủy và hạ lưu sông Tương Thủy nhìn chung giảm. Trên địa bàn tỉnh, diện tích mưa trên 200mm là 40.000 km2, diện tích mưa trên 100mm là 77.000 km2. Có 37 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 200mm và 199 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 100mm. Có 54 trạm có lượng mưa ngày vượt quá 50mm. Lớn nhất là ga Kim Giáp Đông ở quận Su Phu, thành phố Hoài Hóa 280,5mm. Theo quan sát của Cục Khí tượng, lượng mưa tối đa hàng ngày là 247,3mm tại làng Hoàng Hổ, huyện Trường Sa. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước ở hồ Tứ Thủy và Động Đình đều dâng cao. Trong số đó, mực nước bên dưới Chu Châu, dòng chính của sông Tương Giang đã tăng trở lại khi trận lũ vừa qua vẫn chưa thoát khỏi mực nước cảnh báo. Vào lúc 14 giờ chiều thứ Tư, mực nước của trạm Tương Giang Trường Sa là 37,32m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,32m. Mực nước của trạm Tương Đàm là 39,53m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,53m. Tốc độ dòng chảy là 16.900m³/giây. Trạm Chu Châu là 41,06m, cao hơn mực nước cảnh báo 1,06m và tốc độ dòng chảy là 12.800m³/giây. Theo dự báo mới nhất vào đêm qua, trạm Tương Đàm, dòng chính của sông Tương Giang, sẽ có đỉnh lũ từ 40,5 đến 40,8m vào lúc 4 giờ sáng thứ Năm, với lưu lượng đỉnh là 20.000m³/giây. Mực nước trong lịch sử của trạm là 41,95m. Mực nước tại trạm Trường Sa sẽ đạt 38,4 đến 38,8m từ 7 giờ đến 10 giờ sáng thứ Năm, và mực nước cao nhất trong lịch sử của trạm là 39,18m. Phân tích dữ liệu khí tượng cho thấy, từ thứ Tư đến thứ Năm, vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực Trung và Nam tỉnh Hồ Nam. Hầu hết các khu vực sẽ có mưa lớn trên mực nước cảnh báo. Trung và hạ lưu sông Tương Giang nước sẽ tiếp tục dâng cao, và tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Tương Giang là vô cùng nghiêm trọng. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh đã tổ chức hiệp thương ba bên, yêu cầu xử lý triệt để tình huống bất lợi mà sông Tương Giang gặp phải là đỉnh lũ. Đêm qua, Thái Khải Hoa, Phó Chỉ huy điều hành của Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử, kiêm Giám đốc Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, từ tuyến đầu kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp ở Giang Tây đã vội vã đến Tương Đàm để chỉ đạo chống lũ lụt. Sau khi vào Mỹ Mỹ, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mưa lớn liên tục ở Trung và Thượng lưu sông Dương Tử, mực nước ở đoạn Nam Kinh của sông Dương Tử đã tăng đều đặn. Vào lúc 10 giờ 10 phút sáng hôm qua, mực nước thủy chiều cao tại trạm Nam Kinh hạ nguồn của sông Dương Tử đã vượt quá mức nước cảnh báo là 8,5m và đạt 8,52m lúc 11 giờ 5 phút sáng. Phóng viên được biết từ cuộc họp báo về công tác kiểm soát lũ lụt của Cục Thủy lợi thành phố ngày hôm qua rằng đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, đường này vượt quá đường cảnh báo. Lần trước là vào năm 2005 là 8,9m. Mực nước sông Dương Tử có thể lên tới 9m vào ngày mai nhìn vào Nam Kinh. Từ mùa đông năm ngoái đến tháng 4 năm nay, mưa rất nhiều và lượng mưa rất lớn.
Từ Hiểu Đông, Phó Giám đốc Cục Bảo tồn nước thành phố, cho biết lượng mưa của thành phố từ tháng 1 đến tháng 4 là 363-430mm, bằng mức trung bình nhiều năm, cao hơn 20-30. Cục Khí tượng dự báo từ hôm nay đến thứ 6 tuần sau, thời tiết ở Nam Kinh sẽ có dông bão chi phối. Nhìn chung, lượng mưa không lớn, nhưng không loại trừ trường hợp mưa lớn tại một số điểm. Theo dự báo của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, lưu lượng của trạm Đại Đồng sẽ đạt khoảng 65.000 mét khối trên giây vào hôm thứ Hai, cộng với lưu lượng nước thượng nguồn, do ảnh hưởng các yếu tố như thủy triều. Ước tính mực nước tại trạm hạ quan Nam Kinh của sông Dương Tử có thể đạt 9 mét vào ngày mai. Với việc dòng chảy từ sông Dương Tử chảy qua và lượng mưa giảm, dự kiến sau khi đạt mức nước cao vào thứ Hai, mực nước có thể giảm dần. Nhân viên Cục Bảo tồn nước thành phố phân tích, bị ảnh hưởng bởi mực nước sông Dương Tử dâng cao, mực nước tại trạm núi Đông Tần Hoài gần đây là 8,0-8,1 mét. Ngoài ra, khả năng tích nước của các hồ, đập của thành phố cao hơn cùng kỳ các năm trước từ 10-30. Hiện mực nước của 7 trong số 13 hồ chứa vừa trên địa bàn thành phố đã ở mức xấp xỉ mực nước giới hạn lũ. Hơn 60% trong số 238 hồ chứa nhỏ đã ở mức mực nước giới hạn lũ. Nhìn chung mực nước các sông, hồ chứa trên địa bàn thành phố cao hơn bình thường cùng thời kỳ. Kính thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở Quảng Đông 3 ngày tới sẽ có mưa lớn. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông ngày hôm qua thông báo rằng, vùng nhiễu động nhiệt đới ban đầu nằm ở vùng biển phía đông Đài Loan đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua. Tâm của nó ở trên vùng biển cách thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến khoảng 90 km về phía đông nam vào lúc 17 giờ. Sức gió tối đa vùng gần tâm mạnh cấp 6 khoảng 13 m/s, tương đương 46 km/h và áp suất không khí tối thiểu ở trung tâm là 996 HDA. Đài khí tượng Thủy Văn dự báo áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng phát triển thành bão nhiệt đới hay cuồng phong, sẽ sớm đổ bộ vào Phúc Kiến và cường độ có xu hướng yếu dần. Gió trên mặt biển phía đông tỉnh Quảng Đông, eo biển Đài Loan và Bắc Biển Đông mạnh dần lên cấp 5, cấp 6. Hoàn lưu áp thấp suy yếu bắt đầu ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Đông từ hôm nay và mang theo lượng mưa lớn rõ rệt hơn. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong ngày hôm nay, ở phía Bắc Quảng Đông và phía Đông Quảng Đông sẽ có mưa vừa đến mưa to, các khu vực còn lại có mưa to cục bộ. Mưa dông cục bộ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông và gió giật mạnh khoảng cấp 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Việt Nam và các nước có chung Biển Đông, Trung Quốc vẫn liên tiếp có những hành động tăng cường sức mạnh quân sự, đe dọa sự bình yên vùng biển, vùng trời của các nước trong khu vực. Mới đây nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng lại một lần nữa phải đăng đàn yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chấm dứt các hành động liên tục ảnh hưởng đến an ninh biển đảo của Việt Nam. Phát ngôn này được đưa ra sau khi hạm đội Nam Hải của Trung Quốc điều máy bay vận tải Y-20 từ các đá vành khăn Subi và chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, Trung Quốc còn nhiều lần ngang nhiên đưa tàu tên lửa tấn công nhanh tàng hình vào tàu chiến ra khu vực này, thực hiện tập trận thách thức các nước nhỏ. Vậy Việt Nam đã làm gì trước những hành động ngang ngược và nguy hiểm của Bắc Kinh? Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ trong đầu là kiểu gì rồi cũng quan ngại rồi chấm hết. Không đâu ạ, quan ngại thì vẫn quan ngại, đó là nguyên tắc ngoại giao tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Nhưng trên thực địa chúng ta cũng có những hành động hết sức mạnh mẽ và kiên quyết để phản đối những lần Bắc Kinh làm trái. Bắc Kinh mang vũ khí ra đảo ta cũng mang, Bắc Kinh mang tàu chiến ra sợ gì mà không mang, thậm chí Bắc Kinh tiến hành tập trận hải quân, Việt Nam cũng tập trận. Những hành động quyết liệt của Việt Nam đã khiến cho các cường quốc như Nga, Mỹ phải nể ra mặt. Vậy chính xác thì Việt Nam đã làm gì để phản đối Trung Quốc? Báo chí quốc tế đã nói gì về những hành động cứng rắn của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong video này nhé! Các bạn thân mến, vừa qua báo Philippine Daily Insider dẫn một báo cáo từ chính phủ Philippines cho hay, một tàu tuần tra nước này vừa qua đã phát hiện 3 tàu tên lửa tấn công thuộc Type 022 cùng một tàu tiếp tế neo đậu bên trong đá vành khăn. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng quân sự hóa đảo nhân tạo trái phép ở đá vành khăn, biến nó thành một căn cứ quân sự để phục vụ tham vọng độc chiếm Biển Đông bằng yêu sách chủ quyền phi lý.
Các tàu Type-022 được trang bị bệ phóng tên lửa, có khả năng đạt tốc độ tối đa 38 hải lý trên giờ, khoảng 70 km/h, và được coi là tàu tấn công mang tên lửa tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc. Trong khi đó, ai cũng biết rằng đá vành khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Trước đó, khoảng 220 tàu dân binh Trung Quốc cũng bị phát hiện ngang nhiên dàn hàng gần đá Ba Đầu tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước hành động ngang ngược của Bắc Kinh, một mặt Việt Nam lên tiếng phản đối gay gắt trên truyền thông, khẳng định hành động của Bắc Kinh là phi pháp, khẳng định Việt Nam đủ bằng chứng chứng minh chủ quyền tại những địa điểm này. Nhưng mặt khác, Việt Nam rất quyết liệt khi cử luôn tàu hộ vệ tên lửa uy lực mang tên Quang Trung ra Trường Sa để dàn mặt Trung Quốc. Tàu hộ vệ Quang Trung đã tổ chức diễn tập các tình huống chiến đấu, phối hợp với trực thăng săn ngầm tại quần đảo Trường Sa. Đây là một hành động hết sức rắn của Việt Nam, vì tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung là một tàu chiến hạng nặng có chức năng tàng hình, săn ngầm, săn tàu ngầm chống lại các loại tàu chiến mặt nước. Ngoài ra còn được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến, trong đó vũ khí chính của 016 Quang Trung là 8 tên lửa chống hạ 3M24E với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ 76,2mm, một tổ hợp pháo tên lửa phòng không PAMA, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M cùng 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Tàu có thể mang theo một trực thăng K-28 để tăng khả năng phát hiện, tiêu diệt tàu ngầm đối phương. Chiến hạm 016 Quang Trung được đưa vào biên chế lữ đoàn 162 Hải quân Việt Nam từ tháng 2 năm 2018. Các lực lượng trên tàu đã tích cực khổ luyện để có thể làm chủ con tàu một cách thuần thục. Hành động đưa tàu chiến khủng với trang thiết bị hiện đại và nhiều vũ khí hạng nặng thực hiện diễn tập một cách hết sức bài bản ở Trường Sa là một cú vả trực diện cho hành động ngang nhiên và coi thường nước khác của Bắc Kinh. Có lẽ Bắc Kinh nghĩ rằng Việt Nam không có gan làm những việc như vậy và không đủ tiềm lực để làm điều này. Nhưng thực sự là Bắc Kinh đã nhầm. Thực tế là vào năm 2016, trong khi truyền thông các nước khá kín tiếng, thì báo chí nước ngoài, đặc biệt là báo chí Mỹ, Nga lại đưa tin khá rầm rộ và có một số bài phân tích sâu sắc về việc Việt Nam triển khai các bệ phóng tên lửa di động mới trên quần đảo Trường Sa. Cụ thể, tờ Reuters của Mỹ khi đó đã thông tin Việt Nam đang âm thầm triển khai pháo tên lửa dẫn đường chính xác ở Biển Đông. Theo nhiều nguồn tin mà tờ này thu được, thì hệ thống tên lửa pháo binh tầm xa được Việt Nam trang bị là hệ thống Extra. Các Extra là một hệ thống vũ khí di động cao và có thể được cài đặt trên một trong hai chiếc xe tải hoặc trong một cài đặt cố định. Việt Nam mua sắm các bệ phóng tên lửa di động mới, đặc biệt ở Trường Sa, vì nó vận hành một cách đơn giản. Nó chỉ sử dụng một hệ thống radar nhỏ nhẹ và chi phí bảo dưỡng rất thấp. Vòng Extra được trang bị hệ thống định vị quán tính dựa trên GPS và có tầm bắn lên tới 130 km, 81 dặm, có thể mang đầu đạn nặng 125 kg. Và hệ thống này sẽ giúp kiểm soát được các khu vực xung quanh Trường Sa như đảo Subi, Chữ Thập và đá Vành Khăn. Bài báo của Mỹ cũng thông tin, theo trang website của nhà sản xuất Extra có hiệu quả chống lại một loạt các mục tiêu có lợi nhuận cao trên chiến trường, chiến thuật như các trung tâm chỉ huy và liên lạc, cơ sở hậu cần, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và hơn thế nữa. Cũng theo tác giả bài viết này, ngoài hệ thống tên lửa tầm xa, Việt Nam còn mua các hệ thống tên lửa bờ biển tầm xa K-300 Passion do Nga sản xuất vào năm 2011 và hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 PMU-2 vào năm 2012. Việt Nam cũng đã mua được một hệ thống mới như tên lửa hành trình chống hạm và tấn công đất liền, bao gồm tàu tên lửa hành trình siêu thanh 3M14E Club và có khả năng tấn công Trung Quốc đại lục. Do đó, việc triển khai Extra trước hết được coi là một động thái của Việt Nam để gửi thông điệp cảnh báo tới Bắc Kinh. Tác giả bài viết cũng đưa ra bình luận việc làm của Việt Nam chủ yếu với mục đích phòng thủ, ngăn chặn Trung Quốc triển khai các tàu của Hải quân trong các kịch bản được gọi là vùng xám của Trung Quốc, trong đó bao gồm việc Trung Quốc sử dụng lực lượng cảnh sát biển và tàu dân quân biển để phong tỏa các đảo của Việt Nam. Tương tự, nói về sự kiện này, tờ Japan Times đã đưa ra những bình luận khá sắc sảo của các chuyên gia quân sự đến từ nhiều nước. Bài viết có tựa đề Việt Nam đưa ra các bệ phóng tên lửa ra Trường Sa đã kết luận rằng động thái đưa rocket ra Trường Sa của Việt Nam không phải là một bất ngờ, thay vào đó, nó là một diễn biến logic nếu xét biến quỹ đạo của tình hình tranh chấp Biển Đông lúc đó.
Theo các chuyên gia, lý do Việt Nam làm như vậy là để bảo vệ tốt hơn lợi ích của mình ở Biển Đông. Để theo đuổi mục tiêu này, Việt Nam đã có một chương trình hiện đại hóa quân sự trong một thời gian dài. Trước đó, tác giả bài viết được dẫn chứng, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, tổng số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011 đến năm 2015 đã tăng 699% so với giai đoạn 2006 đến 2010, đưa Việt Nam trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 8 trên thế giới trong cùng thời gian. Hầu hết các loại vũ khí và trang thiết bị mới đều liên quan đến các năng lực trên biển. Các bệ phóng tên lửa Astra mà Việt Nam triển khai tới quần đảo Trường Sa được cho là được nhập khẩu từ Israel, một trong những đối tác quốc phòng mới nổi của Việt Nam. Chúng góp phần vào nỗ lực của Hà Nội nhằm xây dựng một mức độ răn đe khả tín, chống lại các cuộc tấn công có thể có vào các thực thể trong quần đảo Trường Sa hiện đang do Việt Nam kiểm soát. Tác giả bài viết cũng cho rằng, việc triển khai các bệ phóng tên lửa được báo chí nước ngoài đề cập đến là có lợi cho Việt Nam. Điều này có thể giúp Việt Nam phát tán thông điệp tới Bắc Kinh rằng không chỉ về các năng lực sẵn có của Việt Nam, mà còn về quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc bảo vệ các lợi ích của mình trên Biển Đông. Ngoài ra, từ quan điểm của Việt Nam, việc triển khai các bệ phóng không phải là động thái khiêu khích, leo thang, mà được coi là một phản ứng cần thiết để chống lại các mối đe dọa mới được thiết lập bởi Bắc Kinh trên Biển Đông. Truyền thông Mỹ cho rằng các phản ứng mạnh mẽ nhưng được tính toán kỹ lưỡng là cần thiết để bảo vệ tốt hơn lợi ích của Việt Nam ở đó. Tác giả cũng đưa ra bình luận và cho rằng, từ góc nhìn lịch sử, việc triển khai các sản phẩm rocket cũng thể hiện cách làm truyền thống của Việt Nam khi ứng xử với Bắc Kinh, đó là dựa trên sự tôn trọng và thách thức. Trong mối quan hệ này, Việt Nam là một nước nhỏ, vì vậy Việt Nam luôn mong muốn duy trì quan hệ hòa bình và ổn định với Bắc Kinh. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã sẵn sàng đứng lên chống lại Trung Quốc nhiều lần khác nhau khi chủ quyền, quyền tự chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước đã được gắn kết nhiều hơn trên các lĩnh vực. Chính vì vậy, thế giới đều nhận ra rằng việc triển khai các bệ phóng tên lửa ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam chủ yếu nhằm mục đích phòng vệ, không nên khiến các nước trong khu vực quan ngại. Các bạn thân mến, dù hiện tại hay trong quá khứ, dù bằng cách này hay cách khác thì thế giới đều thấy rõ rằng những hành động của Việt Nam đều là hành động phòng thủ chính nghĩa để bảo vệ lợi ích chính đáng của dân tộc. Chính vì ý nghĩa của nó và những động thái của Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ của thế giới, đây cũng là điểm mà Bắc Kinh không bao giờ có trong chiến lược của mình trên Biển Đông. Các quốc gia Đông Nam Á ngày càng coi việc phát triển tàu ngầm là điều cần thiết cho an ninh quốc gia trong bối cảnh thực tế địa chính trị thay đổi, đặc biệt căng thẳng Mỹ-Trung ngày một gia tăng. Trong khu vực Indonesia, Malaysia, Singapore và Myanmar đã có tàu ngầm, trong khi Thái Lan và Philippines đang trong quá trình mua. Đầu tháng vừa qua, Singapore đã bắt tay vào giai đoạn phát triển tiếp theo với các tàu ngầm lớp Invictus mới được sản xuất tại Đức. Tại buổi ra mắt tàu ngầm này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng, với vị thế là một quốc gia biển, lực lượng hải quân của Singapore có sứ mệnh quan trọng là đảm bảo sự sống còn và duy trì các tuyến liên lạc trên biển. Thực tế, việc các nước Đông Nam Á chủ trương mua tàu ngầm ngày càng gia tăng là do sự cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo một số nhà phân tích cho rằng, động thái này là hợp lý và cần thiết vì khu vực này nằm trên các tuyến hàng hải chiến lược với lưu lượng giao thông đông đúc, Biển Đông cũng là tuyến hàng hải chiến lược cực kỳ quan trọng. Bên cạnh nguồn lợi dồi dào thủy hải sản dầu khí, nên không khó nhận thấy trong vài năm qua, Bắc Kinh đã quân sự hóa toàn bộ ít nhất 3 trong số hòn đảo mà nước này xây dựng trên vùng biển tranh chấp. Qua công bố báo cáo An ninh Trung Quốc năm 2023, Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng thông qua các biện pháp phi quân sự, chẳng hạn như truyền bá thông tin có lợi cho đất nước trên mạng xã hội hoặc sử dụng các biện pháp phi quân sự. Chẳng hạn như các hoạt động gây ảnh hưởng trong lĩnh vực tâm lý và nhận thức hay các tình huống vùng xám trên biển. Diễn biến trên thực tế thời gian qua cũng minh chứng, Trung Quốc luôn tạo ra các tình huống vùng xám trên biển. Trung Quốc đã cố gắng thay đổi nguyên trạng thông qua các xung đột cường độ thấp trong lĩnh vực hàng hải để tránh chiến sự và tạo thế trận có lợi. Trung Quốc sử dụng Hải quân PLA như một lực lượng răn đe, đồng thời sử dụng cơ quan thực thi pháp luật của lực lượng hải cảnh và lực lượng dân quân biển để quản lý cường độ tranh chấp để không dẫn đến xung đột vũ trang. Trái lại, gây áp lực lên đối phương, từ đó từng bước mở rộng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Nhưng trên hết, động thái mua sắm tàu ngầm của một số nước Đông Nam Á cũng là ý thức chủ động bảo vệ chủ quyền. Trong bối cảnh cuộc chiến dưới lòng biển ngày càng khốc liệt, phức tạp, có sự tham gia của nhiều cường quốc. Ian Storey,
một thành viên cấp cao tại Viện ISIS Joseph Isaac ở Singapore, cho biết những lý do chiến lược thuyết phục để vận hành tàu ngầm đối với các quốc gia như Việt Nam. Quốc gia đang vướng vào tranh chấp lãnh thổ kéo dài với Trung Quốc. 6 tàu ngầm của Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc phải suy nghĩ kỹ trước khi cố gắng chiếm các đảo san hô của Việt Nam ở Biển Đông, chuyên gia Story nói. Theo tổ chức phi lợi nhuận sáng kiến đe dọa hạt nhân, Mỹ có khoảng 66 tàu ngầm, trong đó có hơn 50 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Còn theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc được cho là sở hữu 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 46 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel. Theo quan điểm phổ biến, khí tài chống ngầm tốt nhất chính là tàu ngầm. Tuy nhiên, giới quan sát quân sự quốc tế chỉ ra rằng chi phí mua, vận hành và bảo trì chúng quá đắt đỏ. Không phải nước nào tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng đủ khả năng hoặc sẵn sàng bỏ tiền để phát triển hạm đội tàu ngầm. Mặc dù vậy, căng thẳng gia tăng đồng nghĩa với việc những nước vốn không đủ khả năng thành lập hạm đội ngầm mới hoặc mở rộng các hạm đội đang sở hữu có lẽ cũng phải tìm kiếm các giải pháp tác chiến chống ngầm do bị cuốn vào cuộc đua của các ông lớn. Điều này cũng có nghĩa trước cuồng xoáy vô hình mà Mỹ-Trung vô tình tạo ra trên Biển Đông, một lần nữa cho thấy chủ trương xây dựng hạm đội ngầm của một số quốc gia Đông Nam Á là cần thiết vì mục tiêu tự vệ chính đáng của mỗi quốc gia. Dù biết khi những đơn hàng tàu ngầm của các nước Đông Nam Á được triển khai, Biển Đông sẽ trở nên chật chội hơn khi các đơn vị tàu ngầm hoạt động và tăng nguy cơ xảy ra các cuộc chạm trán liên quan đến tàu ngầm và lực lượng trên mặt biển càng gia tăng, cũng như những sự cố va chạm với các tàu khác, bao gồm tàu dân sự. Hiện tại, Trung Quốc đã và đang xây dựng một mạng lưới săn ngầm với các khí tài trên không, tàu chiến mặt nước, đặc biệt là hệ thống cảm biến và giám sát cố định trong lòng Biển Đông. Do đó, Trung Quốc đã tăng tốc phát triển hệ thống giám sát tàu ngầm tương tự, máy bay săn ngầm thế hệ mới và thiết lập các đường dây liên lạc bảo mật giữa các tàu ngầm, trung tâm chỉ huy qua tần số siêu thấp 30-300 GHz hoặc cực kỳ thấp từ 3-30 GHz. Mới đây, tờ South China Morning Post dẫn các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy Trung Quốc đã mở rộng căn cứ quân sự Du Lâm ở tỉnh Hải Nam. Du Lâm là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Trung Quốc PLA và là nơi đồn trú của hạm đội tàu ngầm tiên tiến của nước này. Nó cho phép hạm đội của Trung Quốc tiếp cận không chỉ Biển Đông mà còn tuyến đường biển kéo dài từ Trung Đông qua eo biển Malacca đến Đông Á. Trên website của Bộ Quốc phòng, Trung Quốc cũng vừa công bố hình ảnh máy bay săn ngầm thuộc dòng Thiểm Tây Y-8 tham gia cuộc tập trận diễn ra hồi giữa tháng 9. Nội dung công bố không nêu rõ vị trí cuộc tập trận, nhưng cho biết máy bay tham gia tập trận thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ phụ trách các hoạt động của PLA ở Biển Đông. Trước đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng thông tin PLA đang nối lại các hoạt động của máy bay săn ngầm Thiểm Tây Y-8 ở khu vực Biển Đông. Những động thái này được đánh giá là Trung Quốc đang tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động của tàu ngầm ở vùng biển này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh vừa thử nghiệm thành công công nghệ liên lạc với nước ở Biển Đông, cho phép tàu ngầm và thiết bị không người lái duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km2. Liên quan đến các hoạt động quân sự của Trung Quốc, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Houston, Mỹ nhận định, khi xây dựng thành công một hệ thống liên lạc với nước hiệu quả, Trung Quốc có thể che giấu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ở Biển Đông. Để duy trì sức ảnh hưởng cũng như kiềm chế Trung Quốc, Mỹ từng cáo buộc Bắc Kinh gia tăng hành động khiêu khích chống lại các bên tranh chấp với Biển Đông, cảnh báo rằng hành vi gây hấn và vô trách nhiệm của Trung Quốc sẽ dẫn tới một sự cố hoặc tai nạn lớn, và điều này chỉ còn là thời gian. Minh chứng cho các tuyên bố của mình, Mỹ cũng đã tăng cường sự hiện diện của mình bằng các cuộc tuần tra hải quân với lý do đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Song song, quân đội Mỹ gia tăng tần suất hiện diện của máy bay trinh sát trên Biển Đông. Đa số máy bay trinh sát quân đội Mỹ sử dụng là máy bay tuần thám chống ngầm P-8A, máy bay trinh sát không người lái MQ-4C. Thậm chí, theo Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông CSIS, các máy bay trinh sát của Mỹ đã mở rộng phạm vi do thám và chỉ cách đường cơ sở của lãnh hải Trung Quốc đại lục 29,46 km. Những hoạt động tăng cường chống ngầm của Mỹ không phải diễn ra thời gian gần đây.
Còn nhớ cách đây 2 năm, sau vụ phát hiện một tàu ngầm nghi của Hải quân Trung Quốc ngoài khơi đảo Amami Oshima, Mỹ đã huy động tới Biển Đông gần như toàn bộ các loại máy bay săn ngầm cánh cố định đồn trú tại Nhật Bản. Các biên đội 3 hoặc 4 máy bay Mỹ luôn bật tín hiệu nhận diện, một động thái dường như cố ý để thể hiện rằng họ luôn bay qua eo biển Ba Sĩ, phía nam đảo Đài Loan. Cuộc chiến dưới lòng biển giữa Mỹ và Trung Quốc càng gay cấn hơn khi tờ Different News dẫn các nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc nghiên cứu khả năng phát triển và đặt mua khoảng 50 robot tàu ngầm cỡ lớn cho mục tiêu giám sát dưới biển. Những robot này có thể giữ vai trò chủ động trong cuộc chiến săn ngầm ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Mỹ và Nhật đã bắt tay thiết lập hệ thống theo dõi tàu ngầm Hải quân Trung Quốc từ những năm 2000. Thực tế cho thấy, với vị thế là những cường quốc hàng đầu thế giới, cả hai nước Mỹ, Trung Quốc đều có những lợi thế nhất định để phát triển những công cụ phục vụ cho tham vọng, mục đích chiến lược toàn cầu của mình. Và những dạng khí tài thông minh như tàu ngầm robot, thiết bị lặn không người lái UUV, tạm hiểu như một dạng tàu ngầm không người lái, sẽ được triển khai trong lòng biển để sẵn sàng tham chiến bất ngờ khi cần. Có thể nói Biển Đông là vùng biển rộng lớn với nhiều quốc gia có bờ biển xung quanh và được khẳng định chủ quyền theo luật pháp quốc tế, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Trung Quốc. Đồng thời Biển Đông cũng là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng mà nhiều quốc gia có lợi ích tại đây. Do vậy, việc ngăn chặn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, là vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia. Không những vậy, để níu giữ chân nhau, không cho nhau chiếm giữ vị thế độc tôn tại tuyến hàng hải quan trọng mang tên Biển Đông, cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn gây cấn quyết liệt hơn nhiều, không chỉ trên mặt nước mà còn dưới lòng biển sâu. Báo Trung Quốc khẳng định đây là 5 lý do cho thấy Mỹ đang lừa Việt Nam. Bài viết này được chấp bút bởi tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến, được đăng tải trên mạng Sina của Trung Quốc. Bài viết với tiêu đề "Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam". Ông ta đã cho rằng Mỹ không thể nào thật lòng mong tốt cho Việt Nam và mục đích lớn nhất của Mỹ khi phát triển quan hệ với Việt Nam là lợi dụng Việt Nam, điều này mãi mãi không thay đổi. Vì điều này đã nhận được rất nhiều bình luận cũng như sự quan tâm của các khán giả. Trong đó có một bình luận của một bạn với tên là Nhân Cao. Bạn này đã viết, ta nên có một bài phản biện các quan điểm của nhà chính trị gia kiểu tay thọc dao miệng hữu nghị này. Và ngày hôm nay, kênh đã tìm được một bài viết của tác giả có tên là Run Dang đăng trên Facebook. Bài này đã phản biện lại lời lẽ của ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu. Sau đây thì chúng tôi xin gửi lại các bạn y nguyên nội dung của bài viết này. Các bạn lưu ý, bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả. Bạn Run Dang đã viết như sau. Hồ tiên sinh vốn là dị nhân lừng lẫy, bút pháp múa gậy vườn hoang, hô phong hóa vũ, đã đạt lô hỏa thuần thanh, người người kính ngưỡng. Kẻ thất phu ở nơi xa xôi này, trước nay kính nhi viễn chi tuyệt nhiên không dám qua lại. Nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, tiên sinh vốn chẳng căn hệ lại ngông cuồng buông lời kích động, ly gián. Kẻ thất phu nghe qua cũng chỉ bịt mũi bỏ ngoài tai. Nghĩ phận tiên sinh ăn cơm chúa múa tối ngày, chẳng qua vung bút lè loẹt lừa bịp quân chúng bản xứ, ví như đá ném ao bèo rút dao chém nước. Chẳng ngờ Đại sứ quán quý quốc hôm nay lại cho chuyển ngữ bài viết của tiên sinh sang tiếng Việt đăng trên trang Facebook. Hành động này nếu không phải là chính thức thể hiện quan điểm thì cũng xem như ra mặt nhiệt liệt ủng hộ, đồng thời muốn phổ biến những lời hồ đồ của tiên sinh đến đối tượng độc giả là nhân dân và quan viên nước Việt. Chính vì lẽ đó, kẻ quê mùa này cũng mạn phép dùng đôi lời thô kệch mà trao đổi với tiên sinh. Khác với tiên sinh vỗ ngực đại diện cho suy nghĩ của nhiều người trong 1,4 tỷ người Trung Quốc, kẻ nơi thôn dã chỉ dám nhận lấy phận thất phu mà làm bạn quốc sự. Đầu tiên, kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ là hoạt động song phương của hai nước, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ hiếu hòa giữa hai nước. Thế giới bên ngoài, người người thực tâm chúc mừng, cớ sao chỉ riêng tiên sinh và những người đại diện quý quốc buông lời dèm pha, phải chăng có đôi điều phận uất không cam tâm hay có tật giật mình, sợ bóng, sợ gió. Tiên sinh thử kiểm tra lại xem trong mọi hoạt động phát biểu của tầng tầng lớp lớp, đại biểu hai nước có nhắc gì đến bên thứ ba, có nhắc chi đến quý quốc hay không. Hai quốc gia Việt-Mỹ từng trải qua giai đoạn lịch sử đau thương, vun bồi được 25 năm quan hệ phát triển quả thật kỳ công.
cần ý chí, nghị lực, thành tâm từ cả tầng lớp lãnh đạo đến tận mỗi người dân để gác lại quá khứ, hướng đến tương lai. Vậy mà tiên sinh mở đầu đã nhắc hàng ngàn, hàng vạn tấn bom xuống miền Bắc Việt Nam, lộ rõ mưu toan kích động ly gián. Nếu tiên sinh chóng quên thì để kẻ thất phu này nhắc cho tiên sinh nhớ. Mới từ đầu năm nay, Việt Trung hai nước cũng vừa kỷ niệm 70 năm bang giao. Chẳng nhẽ tiên sinh muốn người ngoài nhân dịp ấy nhắc lại quyết Đông Hải chi thủy bất túc dĩ trạc kỳ ô, Khánh Nam Sơn chi túc bất túc dĩ thư kỳ ác, mới thấy thống khoái trong lòng. Người Mỹ nếu có hận thù cũng chỉ 50 năm trở lại, chứ với quý quốc xưa nhất cũng nghìn năm có lẽ, mà mới nhất thì chỉ vài 30 năm. Tiếng khóc mẹ già Vị Xuyên gạc ma vẫn còn vang vẳng. Nhân bản về lịch sử băng giao, cũng xin nói thêm với tiên sinh. Tiên sinh có biết vì sao Việt Mỹ mới trải qua 25 năm quan hệ, còn Việt Trung đã trải qua 70 năm, mà trong mọi cuộc điều tra khảo sát đều cho thấy, người Việt đối với người Mỹ đều tỏ ra thiện cảm và cảm thấy tin tưởng hơn hẳn đối với quý quốc không? Vì 25 năm quan hệ Việt-Mỹ chất đầy thiện chí, thành tâm, không xóa bỏ quá khứ, nhưng xem trọng tương lai. Còn 70 năm quan hệ với quý quốc chủ yếu chỉ nhận lại chiến tranh xâm lược, không còn nhắc chi chuyện Trúc Nam Sơn, nước Đông Hải xa xôi, những sự kiện đê hèn mà quý quốc ra tay đối với đất nước tôi trong 70 năm, từ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, giật dây Pol Pot tấn công biên giới phía Bắc năm 1979, cho đến thảm sát ở Trường Sa, thiên hạ người người đều thấu. Lẽ nào tiên sinh cần tôi nhắc lại chi tiết? Thôi thì yêu ghét nước nào là chuyện tình cảm của từng người, nhưng trên bình diện băng giao, nước tôi không để tình cảm yêu ghét ấy chi phối, khác với quý quốc suốt ngày ủ mưu đe dọa gây xung đột với liên bang, truyền lửa ra bên ngoài, gây bất ổn hòa bình khu vực và thế giới. Nếu đại sứ quý quốc làm được những việc thành tâm như người Mỹ, đến biên giới phía Bắc bày biện thắp hương anh linh tử sĩ, đến tượng đài gạc ma khấu đầu tạ tội, lẽ nào người dân nước tôi còn hẹp hòi chuyện xưa chuyện cũ hay sao? Lại nữa, tiên sinh viết rằng trong nước Việt Nam có một số người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc. Xin thưa cùng tiên sinh, người dân chúng tôi trước nay triệu người như một, chỉ có một thứ chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa chống kẻ xâm lược bờ cõi. Bất luận là ai, không cứ phải là Trung Quốc, ngàn năm trước đã vậy mà ngàn năm sau vẫn vậy. Huống chi thế giới ngày nay đang đối mặt cuộc biến đổi trăm năm, một phần cũng nhờ đại dịch bắt nguồn từ quý quốc. Khắp năm châu các nước đều phải suy xét lại chiến lược, đường đi nước bước, lấy lợi ích làm trọng, tranh thủ cơ hội sống sót và vươn dậy. Ý thức hệ chỉ còn là câu chuyện nhạt nhòa dĩ vãng, may ra còn tồn tại trên giấy tờ khẩu hiệu. Trong cuộc bàn luận ấy, người Việt nước tôi tự thân đã có những tính toán riêng của mình, biết đối thoại, biết phân biệt việc tốt, việc xấu, người xây dựng, kẻ phá hoại. Không có đường thì đi mãi cũng thành đường, không cần tiên sinh và quý quốc và nhiều lời kích động ly gián. Xuyên suốt bài viết, tiên sinh bày tỏ lo sợ Việt-Mỹ bắt tay ám hại Trung Quốc quả thật trớ trêu. Vì chỉ nội tam giác ba nước ở thế kỷ 20 chỉ có người Việt chúng tôi cả từ Bắc Việt đến Nam Việt trong lịch sử, với thật đủ tư cách để phê phán việc ai cấu kết ai để gây hại cho nước còn lại. Cũng chỉ có người Việt nước tôi mới có đủ trải nghiệm và tư thế để nói về thân phận con cờ, từ những bài học trả giá bằng máu mà không ít trong số đó đến từ phía quý quốc. Không cần bất kỳ ai giao giảng, đặc biệt từ quý quốc, là dân tộc có truyền thống hòa hiếu, chủ trương mang đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Nhắc lại chuyện quá khứ và so sánh không phải là để quét sâu hận thù, mà để từ đó nói với tiên sinh rằng bất luận quá khứ khó khăn như thế nào, con đường hòa giải thật không khó. Chỉ cần quý quốc từ bỏ dã tâm bành trướng, dã tâm lãnh thổ, chấm dứt vĩnh viễn can thiệp vào hoạt động dầu khí hợp pháp ở Biển Đông, chấm dứt bức hiếp ngư dân Việt, tôn trọng luật pháp quốc tế, từ bỏ đường lưỡi bò đối với các thực thể chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa thì phi quân sự hoàn nguyên và triệt thoái. Đối với Hoàng Sa khi dựa vào tiền lệ Bạch Long Vĩ mà trao trả. Đối với các vùng biển trồng lấn còn lại thì chiếu theo luật pháp quốc tế mà thành tâm phân định. Nếu quý quốc làm được những việc ấy, hai nước liên bang gà gáy sớm tối đều nghe.
lẽ nào lại không thể bán anh em xa mua láng giềng gần. Kẻ thất phu này cũng nguyện mang sức tàn mà đứng ra lan tỏa, biểu dương thiện chí hòa bình và thành tâm của quý quốc, cổ vũ cho quan hệ hòa hiếu đời đời bền vững giữa hai nước mà không bên thứ ba nào có thể ly gián được. Tiên sinh không còn phải múa bút viết ra những chuyện trái với lương tâm, còn kẻ thất phu này cũng không phải nhọc công nói lời phải quấy. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của tác giả Đoan Đăng. Sau đây chúng tôi cũng xin gửi vài lời đến ông tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến cũng như là người Trung Quốc. Dân Việt chúng tôi không yêu cầu Tổng Hán các người dạy khôn về lòng yêu nước và phân biệt bạn thù. Chúng tôi đã thuộc lòng từ ngàn năm nay. Chúng tôi thật bất hạnh khi ở gần và có ông láng giềng. Không giây phút nào ý nghĩ chiếm đất, chiếm đảo rơi khỏi đầu các ông. Mỹ có xâm lược Việt Nam, tôi, nhưng cũng chỉ 30 năm là kẻ thù của dân tôi. Song họ không chiếm đất lấn biển của chúng tôi. Khi họ nhận ra sai lầm của mình thì lại cầu thị muốn làm bạn với Việt Nam. Còn các ngài, tuy cùng ý thức hệ song Trung Quốc có bao giờ muốn Việt Nam giàu mạnh hay chưa? Các ông còn đều cá hèn hạ cố phá hoại đất nước tôi. Có đất nước nào lại cho tộc người mình sang đây mua móng trâu, mua mèo, mua rễ điều, bán thuốc độc để diệt chủng dân tộc khác không? Có tộc nào sau đây lừa đảo xây dựng và để lại những công trình kém cỏi và lạc hậu hay không? Tộc ấy có phải quá tàn ác không? Song các ngài nên hiểu rằng tộc các ngài sẽ bị quả báo, ý đồ các ngài sẽ không bao giờ thực hiện được. Những ngày cuối tháng 12 đầu tháng 1 vừa qua, thông tin về những cuộc biểu tình lớn nhỏ xảy ra trên khắp Trung Quốc đã trở thành chủ đề mà cả thế giới vô cùng chú ý. Nguyên nhân bởi vì đây được xem là làn sóng trỗi dậy chống lại chính phủ hiếm hoi của người dân Trung Quốc kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền. Đã có hàng trăm người biểu tình và cảnh sát đã đụng độ ở Thượng Hải khi các cuộc biểu tình phản đối các hạn chế liên tục đối với Covid của Trung Quốc tiếp tục trong vòng 3 ngày và lan sang nhiều tỉnh thành khác. Sự phản đối của người dân đã khiến chính quyền Trung Quốc quyết định đưa ra chính sách bước đầu nhằm mở cửa đất nước. Mới đây, một bài viết được đăng tải trên chuyên mục Kinh tế vĩ mô của chuyên trang tài chính Bắc Kinh với tiêu đề Hiệu quả của nền kinh tế Trung Quốc thời hậu dịch từ kinh nghiệm của Việt Nam. Trong đó đã nhận định Việt Nam như một tấm gương sáng với những kinh nghiệm mở cửa, quản lý phục hồi kinh tế. Từ đó cho thấy, việc đạt những thành công lớn của Việt Nam như kinh chỉ nam trong quá trình mở cửa trở lại của Trung Quốc. Cụ thể, tờ báo viết, với việc chính phủ công bố 10 điều khoản mới, chính sách phòng chống dịch bệnh trong nước đã chính thức mở ra một bước ngoặt toàn diện về nền kinh tế. Trung Quốc đã chính thức bước vào kỷ nguyên hậu dịch. Theo đó, quyết định này của chính phủ Trung Quốc đã đón nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của đa số người dân Trung Quốc nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung. Khi việc đóng cửa với Covid của Trung Quốc đã diễn ra quá lâu, không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân Trung Quốc mà còn có tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, đối với Việt Nam, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của nước ta chỉ sau Mỹ, đồng thời là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Do đó, việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế sẽ đem lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại này sau thời gian dài cô lập chắc chắn cũng khiến Trung Quốc gặp không ít khó khăn khi họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn, từ việc thay đổi suy nghĩ và tâm lý của người dân đến những nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất và quan trọng nhất là phục hồi ngành du lịch dịch vụ. Một trong ba trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế đã bị tàn phá nặng nề với hàng trăm ngàn cửa hàng, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đã phá sản vì các lệnh phong tỏa. Mặc dù các lệnh cấm khắc nghiệt này đã tạm thời ngăn chặn được virus, nhưng nó cũng giáng một đòn nặng vào nền kinh tế của Việt Nam. GDP Việt Nam đã lần đầu tiên có một quỹ tăng trưởng âm kể từ năm 1986. Tác động tiêu cực của việc phong tỏa thiếu bền vững này khiến Việt Nam quyết định nới lỏng dần chính sách phòng chống dịch. Tháng 10 năm 2021, Việt Nam ban hành nghị quyết 128 chuyển từ chính sách Zero Covid sang sống chung với dịch Covid. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép cách ly tại nhà. Tháng 3 năm 2022, Việt Nam nới lỏng chính sách xuất nhập cảnh, cho phép du khách không cần cách ly. Tháng 5, họ bỏ qua các yêu cầu xét nghiệm thì nhập cảnh. Nhìn vào các số ca mắc mới được xác nhận tại Việt Nam, bạn sẽ thấy đỉnh điểm của nó xảy ra vào tháng 3 năm 2022, sau khi Việt Nam cơ bản được tự do hóa hoàn toàn. Có thời điểm số ca nhiễm mới lên tới vài trăm nghìn người mỗi ngày, nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp và số ca nhiễm mới giảm nhanh sau đó.
Đánh giá về sự phục hồi, kinh tế Việt Nam đã phục hồi rõ rệt ngay cả khi tỷ lệ ca nhiễm mới tăng cao sau khi tự do hóa hoàn toàn. Trong 3 quý đầu tiên của năm 2022, GDP thực tế của Việt Nam đã tăng trưởng 8,9% và tốc độ tăng trưởng trong quý 3 đã tăng lên một mức khủng khiếp 13,7%. Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam chủ yếu được thúc bởi việc nối lại các hoạt động trong ngành sản xuất và sự phục hồi của ngành dịch vụ. Khi tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp trong quý 2 và quý 3 đều vượt 10%, vượt xa so với mức trung bình 6% trước dịch bệnh. Trong khi ngành du lịch ăn uống vốn gây ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh đã phục hồi nhanh, mặc dù có thể vẫn chưa trở lại mức trước dịch bệnh, nhưng đã có tác động to lớn tới nền kinh tế. Nhưng điều quan trọng cần phải chỉ ra là Việt Nam đã áp dụng các chính sách kinh tế vĩ mô tương đối hiệu quả sau khi mở cửa trở lại. Vào tháng 1 năm 2022, chính phủ Việt Nam đã đưa ra kế hoạch kích thích tài chính trị giá 15 tỷ đô la. Đây là gói kích cầu lớn nhất trong lịch sử, tuy nhiên nó không được dùng cho các khoản trợ cấp tiền mặt mà tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ kinh doanh, mở cửa kinh tế và phúc lợi xã hội. Do đó, khi phân tích trường hợp của Việt Nam, các nhà phân tích Trung Quốc có thể nhận thấy một điều rằng nền kinh tế tăng trưởng vượt mức đại dịch là hoàn toàn có thể xảy ra khi dịch bệnh đã được nới lỏng. Ngay cả khi không bơm quá nhiều tiền vào nền kinh tế, miễn là chúng ta có thể kết hợp được với việc quản lý kinh tế với các chính sách vĩ mô phù hợp, trong bối cảnh chính quyền trung ương đã chính thức phát đi thông điệp mở cửa, khẳng định quyền tối cao của người dân kiên quyết giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch và chính thức bước vào kỷ nguyên thời hậu dịch, thị trường diễn biến thế nào. Sau khi tối ưu hóa công tác phòng chống dịch, lĩnh vực tiêu dùng sẽ chứng kiến sự đảo ngược hình chữ V của sự phục hồi giá trị tổng thể cùng với điểm uốn của công tác phòng chống dịch bệnh và các vấn đề khác. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra tại Việt Nam thì chúng ta sẽ rõ. Các nhà phân tích cho biết tại sao chỉ cần nhìn vào Việt Nam là hiểu Trung Quốc và tại sao kinh nghiệm phòng chống dịch của Việt Nam là rất quý giá đối với Trung Quốc. Ở góc độ hệ thống và văn hóa quốc gia so với Singapore, Nhật Bản hay bất kỳ một quốc gia nào khác, những thay đổi trong đường lối phòng chống dịch của Việt Nam có ý nghĩa học tập và tham khảo lớn nhất đối với Trung Quốc. Trước hết, Việt Nam có văn hóa tương đồng cao đối với Trung Quốc. Người dân Việt Nam và người Trung Quốc đều rất cần cù và sống thực tế. Vì vậy, với chính sách phòng chống dịch tương tự, tâm lý xã hội của công chúng đối với dịch bệnh cũng tương đối nhất quán. Thứ hai, hệ thống và con đường phát triển kinh tế của Việt Nam rất giống với Trung Quốc, với một quá trình mở cửa và phát triển kinh tế phần lớn là giống nhau. Cơ cấu kinh tế cũng tương tự với một nền kinh tế định hướng sản xuất và xuất khẩu, bên cạnh phát triển dịch vụ và tiêu dùng. Đồng thời, các chính sách chống dịch ban đầu của hai nước về cơ bản là như nhau, đó là kiểm soát nghiêm ngặt và hướng tới mở cửa, chỉ khác là diễn biến tại Trung Quốc đang chậm hơn Việt Nam. Và quan trọng hơn là trong quá trình chống dịch, Việt Nam không chỉ sử dụng vaccine made in của các quốc gia phương Tây, mà còn sử dụng kết hợp với vaccine bất hoạt của Trung Quốc và vaccine của phương Tây. Đồng thời, tỷ lệ tiêm phòng của Việt Nam cũng rất gần với Trung Quốc. Do đó, Việt Nam có những điều kiện tốt hơn để đánh giá về tính hiệu quả của vaccine tại Trung Quốc. Tháng 4, tháng 5 năm 2021, trước sự tấn công của chủng Delta, chính sách phòng chống dịch của Việt Nam bị thách thức. Đến tháng 10, chủng Omicron lấn áp và đẩy lùi dịch Delta, Việt Nam đã thực hiện bước đi táo bạo và đã đạt được thành công. Những kinh nghiệm này cũng giống như trong quá trình dọn đường cho sự mở cửa trở lại của Trung Quốc trong những tháng tới. Tóm lại, trải qua 4 đợt dịch, Việt Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm quý báu, tương đồng với diễn biến tại Trung Quốc, khác biệt duy nhất là về thời gian. Do đó, nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho quá trình mở cửa trở lại của Trung Quốc, đặc biệt là khi trong suốt hàng thập kỷ qua, làn sóng bất tân dân sự chưa từng có ở Trung Quốc đã diễn ra, khi sự thất vọng của người dân ngày càng gia tăng vì chính phủ bằng mọi giá duy trì Zero Covid. Có lẽ đã đến lúc Trung Quốc cần phải giống như Việt Nam, cần phải có những điều chỉnh phù hợp và khoa học với điều kiện của đất nước để quá trình mở cửa đất nước được diễn ra tốt hơn. Như vậy mới thấy tầm nhìn chiến lược và cách quản lý đất nước của các nhà lãnh đạo Việt Nam khéo léo và tài giỏi đến nhường nào. Với đà phát triển như hiện nay, Việt Nam có quyền hy vọng đạt được mục tiêu là trở thành nước phát triển thu nhập cao đến năm 2045. Với những giả định và điều kiện nhất định, với vận hội mới, khí thế mới, vị thế mới, chúng ta có quyền hy vọng vào sự bắt tay quyết liệt
hành động cụ thể và hiệu quả của toàn bộ chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đối với Việt Nam, Biển Đông có vai trò vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Biển Đông cũng là không gian sinh tồn để Việt Nam phát triển các ngành kinh tế như thủy sản, dầu khí, giao thông hàng hải, đóng tàu, du lịch. Vì thế nên tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là vấn đề rất phức tạp. Nó không đơn thuần là việc tranh chấp vài hòn đảo, mà còn liên quan đến những nguồn lợi kinh tế biển. Không phải hai bên, mà rất nhiều bên, trong đó có một bên có sức mạnh áp đảo tất cả những người còn lại là Trung Quốc. Trong bối cảnh phức tạp đó, Việt Nam đã làm những gì để bảo vệ và giữ gìn chủ quyền của mình? Câu hỏi đó đã nhiều lần chúng tôi trình bày với các bạn qua nhiều video khác nhau, nói về thực tế kiểm soát của Việt Nam trên Biển Đông. Nhưng còn một mảng vấn đề khác là tranh chấp xoay quanh các ngành kinh tế biển, mà liên quan đến nó là những sự việc tàu cá Việt Nam bị đâm va trên biển hoặc hoạt động khoan dầu khí bị cản trở. Vậy trong lĩnh vực này, chiến lược của Việt Nam là như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn lắng nghe một bài viết của tác giả tên là Tống Trọng Bình, là một học giả nghiên cứu về Việt Nam thuộc Hội Nghiên cứu Đông Nam Á của Trung Quốc. Trong bài viết có tên Việt Nam mưu cầu ưu thế trên biển, đăng trên Sohu hôm nay, Tống Trọng Bình viết: Việt Nam trong những năm gần đây liên tục gia tăng mua sắm các trang thiết bị, vũ khí cũng như củng cố các hệ thống quân sự trên các đảo ở Biển Đông. Có bình luận cho rằng đây là một bộ phận trong nỗ lực vũ trang để tranh đoạt các đảo ở Biển Đông của Việt Nam. Tuy nhiên, việc dụng võ ở Biển Đông không nằm trong xem xét của giới hoạch định chính sách của Việt Nam, bởi vì phát triển kinh tế, cải thiện nhân sinh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của họ. Mục đích hiện đại hóa quân sự của Việt Nam là để tăng cường năng lực phòng vệ, tập kích và tác chiến lâu dài, tạo ra sức răn đe hữu hiệu với đối thủ, từ đó bảo vệ trạng thái cơ bản ổn định của Biển Đông. Trên cơ sở đó, nỗ lực đề cao các năng lực hoạt động trên biển, lấy phương pháp phi quân sự tạo ra ưu thế tương đối cho họ trên biển, củng cố và mở mang các lợi ích của họ ở Biển Đông. Đây mới là cách nghĩ đích thực của Việt Nam. Thứ nhất là năng lực hoạt động kinh tế trên biển. Về phương diện tăng cường năng lực ngư nghiệp, hải dương, Việt Nam đã thực hiện nỗ lực rất lớn. Trong quá khứ, tàu đánh cá Việt Nam trọng tài nhỏ, động cơ yếu, trang bị kém, khả năng đánh bắt xa bờ không ổn, từ đó hạn chế các hoạt động đánh bắt trên biển. Mấy năm nay, chính phủ Việt Nam thông qua chính sách hỗ trợ và giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật đã hỗ trợ thiết bị cho ngư dân. Dưới sự giúp đỡ của chính phủ, ngày càng nhiều tàu đánh cá Việt Nam trang bị thiết bị thông tin vệ tinh, nâng cao năng lực hoạt động liên tục và chống chịu sóng gió. Khả năng hoạt động xa bờ cũng nâng cao rõ rệt, không những có thể thường xuyên xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa, mà còn có thể chạy tới Trung Sa, Đông Sa, thậm chí là những vùng biển xa hơn. Mấy năm gần đây, xảy ra những vụ việc các nước như Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan bắt ngư dân và bắn chìm tàu cá của Việt Nam, cũng là phản ánh năng lực hoạt động của tàu đánh cá Việt Nam đã khiến các nước liên quan lo lắng và bất mãn. Ngoài ra, Việt Nam còn rất chú ý phát triển năng lực trên các lĩnh vực kinh tế biển khác. Thủ tướng của Việt Nam từng nhấn mạnh, hy vọng thông qua việc mua hoặc chuyển giao kỹ thuật để đóng càng nhiều tàu khảo sát hải dương, tàu xây dựng công trình biển để thực hiện các hoạt động kinh tế trên biển hiệu quả hơn. Thứ hai là năng lực tuần tra trên biển, tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển và tàu hải quân của Việt Nam. Mấy năm nay, ngoài việc được các nước như Mỹ, Nhật viện trợ ra, còn nhập khẩu kỹ thuật nước ngoài để tự đóng, để tăng cường năng lực tuần tra hàng hải. Thời gian gần đây, Hải quân Việt Nam còn trang bị tàu tìm kiếm cứu nạn biển xa có tốc độ nhanh, năng lực chịu sóng gió cao, trang bị các phương tiện thông tin và y học tiên tiến. Nó có khả năng vận tải cấp cứu, tìm kiếm và tuần tra trên biển khá tiên tiến. Ngoài ra, Việt Nam còn xây dựng mạng lưới y tế trên các điểm đảo đóng giữ ở Trường Sa, phối hợp với hoạt động y tế của các tàu cứu hộ, chính là thông qua một loạt các biện pháp như vậy. Việt Nam tích cực xây dựng một hệ thống hoạt động tuần tra hải dương, nỗ lực để ngư dân và các tổ chức khác của họ, mỗi người khi tiến hành hoạt động trên biển, đều ra biển có bảo vệ, gặp nguy hiểm có cứu giúp, bệnh tật có y tế. Thứ ba là năng lực xung đột phi vũ trang. Trước đây, Việt Nam một mặt chú trọng duy trì ổn định Biển Đông, cực lực tránh các vấn đề có thể phát sinh xung đột vũ trang,
mặt khác lại không ngừng nâng cao năng lực xung đột phi vũ trang. Năm 2012, Việt Nam từng có kế hoạch nâng cấp đại quy mô các tàu đánh cá ở miền Trung và miền Nam, đem các tàu gỗ chuyển thành tàu vỏ sắt. Nói theo cách của một số người Việt, thì những tàu này sau khi nâng cấp có năng lực va chạm và chịu va chạm tốt hơn. Mấy năm sau đó, khi Việt Nam đóng tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển, cũng đặc biệt chú trọng đến các thiết kế đâm va. Một số tàu mới được gia cố để tăng cường khả năng đâm va. Bộ đội cảnh sát biển là lực lượng tuần tra chấp pháp, tìm kiếm cứu nạn trên biển của Việt Nam. Đây là một lực lượng rất tinh nhuệ, đóng vai trò của quân chủng độc lập, lúc thời bình là một bộ phận danh nghĩa hành chính chấp pháp của quốc gia. Nhưng khi phát sinh đối kháng với tàu dân dụng hoặc tàu công vụ của nước khác thì mới là lấy quân đối dân. Những năm tiếp theo, cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu đưa vào sử dụng tàu pháo tuần tra. Việc này cũng sẽ nâng cao đáng kể sự uy hiếp và khả năng ứng phó xung đột của cảnh sát biển Việt Nam. Các bạn thân mến, trên đây là bài viết của học giả Tống Trọng Bình. Toàn bộ nội dung bài viết này nhằm chứng minh rằng Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động kinh tế biển và phát triển năng lực đối phó với xung đột phi vũ trang. Cả ba nội dung mà Tống Trọng Bình nêu ra gồm năng lực hoạt động kinh tế biển, năng lực tuần tra và năng lực đối đầu phi vũ trang có liên quan mật thiết đến nhau. Để đảm bảo phát triển kinh tế biển thì phải đầu tư đóng tàu bè và phương tiện nghiên cứu, khảo sát biển hiện đại hơn. Có những phương tiện ấy rồi thì phải xây dựng các lực lượng tuần tra chấp pháp để vừa bảo vệ lực lượng kinh tế của mình, đồng thời ngăn chặn những lực lượng kinh tế nước ngoài xâm phạm lợi ích của mình. Trong hoạt động ngăn chặn và bảo vệ đó, tất yếu phát sinh các xung đột, mà hình thức xung đột chủ yếu là đâm va trên biển. Do vậy, tất yếu phải trang bị tàu vỏ thép cho ngư dân và thiết kế tàu cho lực lượng bảo vệ của mình với có khả năng đâm va, đối kháng với tàu nước ngoài. Ở cuối cùng, tác giả Tống Trọng Bình nhắc đến việc thời bình, cảnh sát biển là lực lượng chấp pháp hành chính, nhưng khi có sự cố thì ngay lập tức sẽ trở thành lực lượng quân sự quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Điều dự báo này của Tống Trọng Bình hoàn toàn không vô lý. Chúng ta biết rằng các thiết kế tàu lớn của cảnh sát biển và kiểm ngư hiện nay là thiết kế DN-4000. Những tàu này trọng tải 4.000 tấn, còn lớn hơn cả tàu Gepard 3.9 của Việt Nam với chỉ 2.000 tấn. Tất nhiên, hiện nay các tàu cảnh sát biển Việt Nam đa số chỉ được trang bị các loại pháo hạng nhẹ, tiệm cận cỡ 30mm. Nhưng khi cần thiết, những con tàu này rất có khả năng được lắp radar tên lửa để chiến đấu như những tàu chiến đích thực. Dĩ nhiên, việc chuyển đổi đó đòi hỏi phải có kỹ thuật công nghệ. Nhưng tôi tin rằng việc này đã được các nhà chức trách Việt Nam tính đến từ khi lựa chọn thiết kế để đóng các tàu DN cho cảnh sát biển và kiểm ngư. Những thông tin trong bài viết của Tống Trọng Bình và thực tế hoạt động trên biển của ngư dân cũng như lực lượng chức năng Việt Nam trong thời gian qua cho thấy thế và lực của Việt Nam ở trên biển đã có thay đổi và mạnh hơn trước. Đây là một tín hiệu để chúng ta có cơ sở tin vào khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và trên cơ sở chủ quyền được giữ vững đó là tận dụng tài nguyên biển để xây dựng đất nước.